Hey yo, what's up anh em? Chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Channel của Yên Sương. Channel của Sinh Có. Nghe. Channel mày là nghe à? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hasuki. Cá chim. Cá chim. Đây là cá chim rồi. Cá chim nha. Đức Vịnh. Đức Vịnh. Tao thấy hình như là Đắc Jin hay là cái mẹ gì? Đắc Jin. Hôm nay chúng ta thiếu Hoàng Hy và ông bố của Yến, nhưng mà không sao. Em thích là được. Còn mình vẫn sẽ reaction bình thường. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu ngay với em gánh ai nha. Yo. Hôm nay bọn mình sẽ bóc phốt hết tất cả những cái gì ở trong video này. Những bí mật động trời mà chưa được tiết lộ. Ok. Thứ bảy máu chảy về đâu? Thứ bảy máu chảy về tim. Cái dép này bà đi từ lúc ở quê lên đến lúc thành phố. Vẫn đi dép này. Xong rồi lúc làm gái đến cái lúc về quê vẫn đi cái dép này. Wow. Vui mà. Mà không hiểu đoạn này nói gì luôn. Đấy, mẹ này. Đấy, cái hôm đấy mẹ nhìn mệt mỏi lắm, nhìn kiểu cả đoàn nó mệt lây ý, mệt kiểu lây. Đi quay. Đoạn này. Nó hiểu đấy, hiểu. Con kiểu gì? Thằn lằn. Là ông nó chưa chết đâu. Nhìn nó giống hơi giống chết rồi. Sau tao thả đi nó vẫn bơi mà. Thả ra vườn phải không? Biết là thả ra vườn. Nó thả xuống ao. Nhưng mà mọi người đấy mặt Hoàn nhìn nó rất là nó có vấn đề. Kiểu năng đấy. Con nhận xét bố kiểu năng. Còn con cái ngoan. Nồi tốn cơm. Con ngoan. Yến đi chợ để mua cá. Bây giờ mình bảo là Yến mua một con cá sống vào để quay cái cảnh này. Mà sao không mua cái con cá to to một tí, mua bé tí thì. Nhưng mà tao nghĩ đến. Bà ấy vào hỏi, trời ơi, kiểu các cô bảo, ôi vào đây mua cá của cô này, ôi cá ngon lắm. Vào đây mua thế con lấy con cá chim này nhá. Xong rồi bảo là không, cháu mua cái gì? Lươn. À, cháu mua trạch. À, thế mua mấy cân? Cháu mua một con. Bà bán hàng kiểu tao lấy mày. Tao năm nay hơn 50 tuổi, tao chưa gặp cái trường hợp nào bao giờ. Bà ấy vẫn bảo là ô con này có bị vấn đề không, mua một con. Con này 2.000 đấy. Nhưng mà bà ấy bảo gì không? Bà không bảo gì, mặt bà ấy buồn hơn thôi. Đánh phụ nữ là hiền lắm anh ạ. Mình tưởng tượng được cái cảnh đấy. Mong bà bán cá xem được video này nhá. Nhìn mặt ông bố này cười. Bạn sinh à? Bạn sinh. Anh sự đẹp trai thế. Biệt danh à? Biệt danh à? Vợ tôi bệnh lắm rồi. À, từ từ đây rồi. Lại đến câu chuyện cái bánh mì. Đấy, cái bánh mì Hoàn nó cầm, các bạn nhìn nào. Lúc mới đầu nguyên gạch. Nó là một cái, mỗi người véo một miếng. Mình chắc chắn là mình không ăn một miếng nào nhé. Và mình chắc chắn mình yêu. Mà mình đi lấy đồ và mình không ăn. Không ăn miếng nào. Không ăn miếng nào đâu, mọi người phải tin mình. Cái bánh mì nó to, mình định quay hết cái bánh mì. Mà mỗi đứa véo một miếng. Đức thật. Mà chưa có lương để mua đồ. Mày vừa và mày chưa không ăn miếng nào. Nhà cũng chẳng có gì. Thì đoạn này đi cho linh cảm nó quay hậu trang lên chấm hơi cà ri. Bố mình nhịn nó lâu lắm rồi thế nhá. Cày lắm rồi. Chưa thằng nào đi đòi nào, cái mặt được cái sự anh. Nhưng mà mặt thằng Hiếu kiểu cây cú nhỉ. Mặt nhìn thâm thâm nó chán rồi. Không, nhưng mà kiểu cái mặt cây cú nhưng mà cũng dễ tính. Để xin cái nó cho hẳn 5 ngày cơ mà. Đứa con mà núp mãi giờ thấy bố mẹ kiểu không bị đánh thì mới vào. Ừ, có khi bố mẹ bị đánh ở trong quan cầm máy livestream. Chào mãi biết các triệu. Ông bố tươi cá hàng ngày. Phát ngôn câu nào là sốc câu đấy. Sốc. Bắn nổ. Bắn nổ. À đây. Đây, bọn mình quay nhờ nhà bà cái cảnh này. Cái cửa sổ nó vẫn bình thường nhưng mà sau đấy mình tháo là mình tháo là mình nó rụng luôn. Không, nhưng mà nhìn nó hợp lý. Nhìn bố có giống đầu lòng lắm không? Hay mà tao tức bố muốn đặt. Con mình cái gì vậy? Con cái. Mày quá, không phải nuôi nữa. Mày nuôi, ra được có tiền để trả nợ. Cái loa mắc của mình. Hello motherfucker.
cái hôm hôm quay hôm quay anh cũng thấy rồi nhưng mà kệ mẹ. Chắc thằng đòi nợ nó nghe nhạc kiểu mấy thằng đòi nợ nó hay có kiểu mang loa đi kêu ấy, chắc của thằng đòi nợ. Khổ. Cái cảnh này nó vẫn bình thường ấy. Mặt chờ tí nữa cái lúc mà bị hất. Ừ. Có để tí nữa. Để tí nữa nhìn này. Để tí nữa cơ. Trông kiểu kinh hoàng. Mới đầu em bảo em tưởng là bà nào ấy. Mang tí rách đồ mặt sợ. À đây mọi người, đây là cái xe của Yến này. Đó, cái gương bên này không phải bị tháo mà là nó bị gãy. Gãy một cái gương, còn mỗi cái gương thằng Hoàng nó tháo nốt. Hoàng nó tháo nốt. Tháo luôn. Tí còn nhìn đấy. Đấy, à, mọi người nhìn thấy mình trong cái gương không? Đây nhìn soi lại này. Đây là cái máy, cái bên trái. Mà lem không thấy mình trong gương. Lem. Này cô em gái xinh tươi. Anh mặt đổi sắc luôn. Đâu nào? Đang mỏi chấm. Hỏi chấm. Đang mỏi vãi luôn. Nhà em số mấy anh? Nhìn mặt là biết bị lừa rồi. Có mặt giỡn thuê nhà nhỉ? Nhà em số mấy anh ơi, luôn dân luôn số 3. Kiểu chắc là những bừa ấy. Lừa tao đi. Nhìn SH là ok rồi. Bé siêu siêu nhưng kiên cường. Một mình mà học đại học 43 hay là mẹ phải làm mà. Rồi em gái ơi. Đến đâu? Đến đâu? Đến gốc cây, đến gốc cây. Xinh xinh. Đoạn này là bọn chăm chỉ. Tiền em đâu có anh ơi. Nếu chúng ta bỏ tất cả những cái cần logic thì lại một bài hát hay đùa bố à. Bây giờ cô tính sao? Bây giờ nó cũng lành tính như thế nào? Em nhà tài nhận xong rồi quê em cô có hay khai ra. Chưa lừa được. Chưa ký hợp đồng. HL anh em ạ, HL là em có muốn đi bay hay chết muốn đi làm quay em đi làm các bạn thắm mặn 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 mặn. Lớp 9 thì trừ gái. Lớp 9 thì trừ gái. Ấu dâm. Biết tròn được sừng. Đây là Hải sau kinh. Nhìn lông chân người anh ạ. Ngồi trượt. Mông lại có mông. Mông á. Mặt mình cũng nhiều người ghen tị đấy. Ngực nó có khe cơ. Tại mấy đứa. Mấy đứa em đóng ngành á, nó còn không có khe ngực. Hải nó có khe ngực. Được đấy. Nhìn em không đứa nào có khe ngực. Trừ Hải ra đấy. Leo. Trời ơi. Chú sức phạm rồi các bạn. Em phải may mắn lắm với cả lũ chị ấy. Kinh doanh. Những người có chuyên môn để chuyên môn gì? Chuyên môn gì? May mắn lắm với cả lũ chị ấy. Chị ạ. Người có chuyên môn. Ê khoan, để xem đoạn này nhá. Được đấy nhờ. Cũng ngon đấy. Chất lượng đấy nhờ. Từ đã. Nào các em. Ê, nó vừa bảo có chuyên môn nhưng mà sau ra đi nhìn một vòng mà rồi bảo mấy đứa em đưa vào luôn. Thế là chuyên môn cái gì ở đây? Chuyên môn gì ở đây? Chuyên môn đấy. Ừ, có hiểu. Đây là chuyên môn rồi. Còn một cái. Còn một cái nữa là cái điếu thuốc đằng ngài. Nó hút được thuốc các bạn. Nó hút nó sặc lên sặc xuống. Mình không hút được thuốc. Cũng ngon đấy. Chấm luôn. Chất lượng đấy. Thôi à, cái cảnh này chắc là cảnh cuối rồi. Thôi bảo thôi mày cầm cố. Mày cầm cố cái điếu thuốc cũng được. Các bạn biết tại sao mày lại cầm vào chỗ trắng trắng kia không? Tại vì chỗ nó gãy rồi, cầm tới nó mèo. Mai chị trên tắm rửa cho thằng bà ông kinh doanh nhá. Em nói đi tắm rửa. Logic. Logic ở đâu? Gia đình cũng không hiểu lắm đâu mọi người. Mình cũng không hiểu lắm đâu. À em hiểu rồi. Bởi vì cái lúc mà nói là con gà tắm rửa thì đúng là ráo nước. Bài học kinh doanh nhá. Cố lên nhá. Đại nhất kiếm tiền à? Thế nào? Chị đi được không? Rồi nói quả lườm đi vào lòng người à. Đâu em. Đâu em, đâu cái gì? Từ từ mọi người nhìn mồm với thằng Hoàng. Nhìn mồm với thằng Hoàng. Cái à đoạn này bọn mình phải lồng tiếng lại hết. Chứ còn đấy, mình lại quên một chi tiết. Từ á.
nhìn mồm Hải đoạn này. Đây nhá. Nào. Đây, lồng tiếng đúng cho mọi người nghe này. Nào, để chị xem con gà này nào. Chứ nó không phải là cô gái. Ngon đấy. Và chất mình bảo đấy, bây giờ đi lừa gái mà bảo nó là con gà. Thế nào không em? Để chỗ nào có logic đâu. Em nó đi tắm rửa nhưng cho nó. Nhưng mà ý là cái câu đấy nó nên có logic. Bài học kinh doanh nhá. Không, chị không để ngu đấy được. Cố lên. Không để ngu đấy được. Bắt lầm thế kỷ. Chị được không? Đây còn câu của đàng hoàng nữa này. Đây, đâu em? Đâu vậy? Mày nghe nhìn mồm mày. Đâu em? Chứ đó không phải là đâu em. Cày thế nhỉ? Đây, đâu em? Nhìn gái nó lôi trình trạch chạy. Quẩy. Đã nhất cái tiền này ạ. Em là thức ăn chim phân phát cho muôn vạn phố phường. Xinh toán đi chợ gái. Dài yêu bởi vì em rất lắm chiêu khiến tặng anh cho nhiều tiền tiêu. Ngại gì còn em mình không kiếm được cái tiền nó đẹp hơn một tí. Rồi đến thu đông em cũng sẽ bếp là quay một tiếng trời không bếp được chứ. Cái đoạn này của thằng Hải quay mất mấy chục lần mà đâu có nhận. Ai cũng đức. Chưa đến đoạn tung tiền. Đây là cái đoạn này quay mất mấy lần, nhặt đi nhặt lại bao nhiêu lần? Mấy trên chục lần. Có cái đoạn nó còn như thế này cơ. Đây, nó tung tiền xong, má nó. Ô mic đâu? Mic đâu? Mic đâu? Mic đâu? Mic đâu? Trời ơi, má nó tức thế chứ. Tung xong rồi nó mới nhặt đến cái mic nhưng mà chưa đặt cái mic ra đây. Không có đi mic đâu em, lại nhặt nó quay lại. Lâu lâu đi chơi xa, ai chạy nhiều chơi tiền bay la. Đưa chị cái chứng minh thư, xin đăng ký tên em vào trong này. À khoan, chỗ này nhá, từ từ nó xin lại. Xin mọi người. Cái chứng minh thư đấy không phải của Yến thật. Đấy chứng minh thư của mình. Khuôn mặt của sự vòi tiền này các bạn. Đây vẫn còn điếm thật sự. Điếm mày. Sao mình mất tiền rồi, mặt mình vui đi. Mặt vui. Mặt này, mặt này các bạn, mặt này các bạn. Ui. Các anh một phòng xịn xò luôn đi. Ok luôn em mày. Thôi về là mình đêm. Xanh vẫn. Các bạn đấy này. Vẫn là tượng. Đây đoạn này em có thể. Cái đoạn này mới cay này. Cái đoạn này là cái đoạn cay. Cái đoạn này là cái màn hình đằng sau, mọi người nhìn cái màn hình đằng sau. Nó mới tức. À, cái lúc bọn mình mới vào thì cái màn hình này. Cái màn hình này lúc mới vào nó sáng trưng. Đẹp nó kiểu đẹp tuyệt vời cho đến lúc quay của thằng Hoàng thì nó cháy. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến lúc Hoàng xuất hiện. À, nó tức tức thật sự luôn. Đèn nó biết rồi. Hello tụi mình mà quá mấy cái nháy đi thì bay rồi. Còn dân bay sợ thật mình đi quay tí sợ bị đấm kiểu lệch sóng kiểu sai trong nó không chúng nó nhảy ra đấm rồi. Cái hôm mà mình bảo Sinh tìm cho mấy bạn làm giang hồ ấy, mình phải dặn là nhìn giang hồ thôi nhưng mà phải hiền lành. Chứ không phải lệch sóng. Lệch sóng nó cho ăn đạn ngay. Sợ lắm. Đừng có tìm người thật. Nhìn nhìn Thinh nhá. Nhìn Thinh à. Thinh diễn lại đâu. Thinh. Chó này. Nhìn nó không tức tí nào ấy. Đau tiểu nào không. Không tức tí nào luôn. Đây Thinh kéo này. Ha, con chó này. Con chó này. Em để ý mặt của mình nhá, một bên nhá. Anh em để ý không? Có để ý mặt bên kia nó có gì khác biệt không? Không. Có nhau không? Nó đỏ ứng thế kia. Anh em nhìn lại em xem. Sai không? À, phát đấy là Yến cũng vả mấy chục phát đúng không? Nó vả bao nhiêu phát rồi. Mắt má một bên đỏ ứng hẳn cả vết tay rồi. Yến như thế này, Yến là chơi kiểu như thế này. Đấy là lúc mà bọn mình chạy cái đường dây để thử quay ấy thì Yến tát thật, nhưng mà đến lúc tát quay tát đều luôn và tát rất đều và rất là đến mạnh. Cái lúc quay á thì Yến tát giả mạnh dần đều tát mạnh nhưng mà nó cái lúc không đạt. Cái lúc chơi thử thì nó tát thật nhưng mà đến lúc quay nó tát giả vờ. Kiểu cái lúc nào ghi hình ấy, kiểu ghi hình chắc là sợ mọi người đánh giá cho nên là mới tát giả. Cái chi tiết là đoạn này mình rất là rất áp anh em ạ. Quay rất áp nhất là mình đang quay. Anh em biết là con Yến là nó giật cái cốc bia của mình là rất nhiều lần mà mình ướt hết một bên quần. Và cả hai em ở hai bên nữa. Mình không dám nói mình rất cay rồi, nó còn bả mình. Em biết là anh Thịnh có khả năng quay đoạn này rất là cao nhưng mà em biết anh giả vờ sẽ không diễn được để ăn nho mà. Không, anh giả vờ ăn hơi nhiều nho. Cái diễn xuất của anh hơi bị dở. Anh em phải biết là anh không? Anh ăn hơi nhiều nho đấy. Hơi bị nhiều nho, chương trình ở đây. Hai chục nho à? Đoạn này nó còn lát nữa này. Mấy thằng bảo kê như ngồi. Không phải đâu, cũng đe thôi nhỉ.
lắc lắc kiểu ping 999. Ping này phải 999 cộng đuổi cái gì đấy? Đuổi cái gì đấy? Kiểu chạy qua còn chưa loát kịp ấy. Kiểu lúc đấy là wifi nó chạy mưa luôn các bạn. Sợ nha. Sợ. Sợ đi, luôn. Đi đâu gặp đội này nó đang chạy thôi. Vứt xe chạy. Tăng lên. Vứt xe chạy. Úi giời. Lực đỏ ngay. Ấy rồi. Chó này, mà chạy đâu? Chó thằng Hoàng nhìn gắt thật. Ui giời. À đây mọi người hỏi là đoạn này Yến phải tát thật hay không? Câu trả lời là tát thật. Câu trả lời. Đây các bạn nhìn là biết rồi. Mày. Đấy, nhìn không biết thì thôi. Nào chưa? Cloud này. Đấy, không cái quả này còn... nhưng mà cái luôn cái quả tát này quay đẹp vẫn đấy. Để ý hình xăm em không? Mình quay mấy góc luôn nhưng mà góc nào quay tát cũng đẹp. Các bạn là tát thật mà sao không đẹp nữa. Không đẹp. Nhìn hình xăm em không? Ngứa quá. Đây cái xăm của Sinh này mọi người nhìn. Đây là cái ngày quay thứ 3 nhỉ? Ờ, bong hết cả xăm của Sinh luôn. Nó về tắm nó kỳ cọ, nó gãi. Nó còn nổi mụn luôn như này. Nhưng mà nghi chắc Sinh không kỳ đâu. Ái dồi ôi. Đoạn đấy mới đau ném vài chục lần. Hoàng, không có Hoàng ở đây. Hôm đấy Hoàng mấy chục phát vào mặt, thẳng mặt luôn. Không, nó còn một chỗ bựa hơn. Nhớ không nhớ? Còn cái chỗ bựa hơn mà chỉ có những người đi quay hơn chiều hôm thứ 3 mới biết để. Cái đoạn ném dép này. Nó gọi là mấy chục phát dép vào mặt. Vẫn chưa, lúc đấy là anh Hoàng kiểu bị ném dép mới tỉnh được ra. Chứ còn cũng không là cũng như anh em mình hết đấy. Mặt bựa đấy. Ê mà khoan đã, từ sao mọi người kiểu mọi người kiểu thích xoay lông chân với lông nách của mình. Ê có phải là làm YouTube thì không được có lông nách hay lông chân không? Nhưng mà lông chân chấm nhiều, hỏi. Lông nách nhiều. Ơ chứ, đàn ông không có lông chân. Không được có lông. Tú bà còn có nha mọi người. Tú bà nhiều hơn. Ai dẫn bên chính là đứng giữa này, đấy, đang đi ạ. Mày nhìn cái mặt của tao đi. Mặt thằng Triệu kìa, khổ ấy. Buồn. Anh đơn chỉ phó một đoạn thì đánh. Đây cái đoạn này, đoạn này buộc lác này. Đoạn này là hơi lác này. Không, đoạn này, đoạn này buộc mãi nó mới giữ được cho. Không phải mà còn lác hơn là cái cảnh quay ấy. Chán hả? Từ ạ, cái đoạn này tức là sẽ có một người phải đứng quay và một người ném dép thì bọn mình đang bị thiếu chân quay. Thì hôm đấy là mình cầm quay, ban đầu là mình cầm quay. Nhưng mà sau mình bảo một thằng đứng ở mé bên này nó bị cắt mất cái hình ấy. Nên mình bảo nó chạy ra nó cầm quay hộ mình. Để mình ra ném dép. Nó cầm quay hộ mình. Để mình ra ném dép. Rồi quay nó quay mấy lần không được. Anh Hoàng bị sau dép sau thì... Hoàng nó bị ném dép chắc nhiều quá nó mới bảo là ô sao anh không đứng ra quay để cho nó ném dép. Đó là một điều bí ẩn nha mọi người. Khoa học không thể giải thích. Không ai bảo gì. Khoa học không bị ném dép được. Không nhà khoa học nào có thể giải thích. Mình thấy có kinh nghiệm quay mình quay được. Nhưng mà mình đứng ra ném dép cho thằng kia nó quay. Tôi nói lên không xuất hiện trong khung hình nha các bạn. Đôi khi mình cũng phải nên có những cái gọi là nó tạo thêm thử thách cho cuộc sống. Đoạn này hơi bị hổ báo à. Đấy. Ui trời. Mặt à. Ủa con bê. Mọi người nhìn con bê đằng sau. Con bê bảo. Làm sao mấy người. Mẹ cầm. Mấy thằng này đang làm gì đấy. Ây. Đặt thật luôn anh em ạ. Mặt đằng Triệu không? Con mặt đằng Triệu lại. Ok để anh cho tốc độ xuống. Cho 25. Cho 25. Đây. Ai chả. Đây đây. Không. Chứ đi đánh tao đi. Anh xin lỗi nha. Đây anh xin lỗi chào. Nhưng mà đánh tao đi, tao biết trước rồi. Đây mình. Con đời chủ tao bị đấm người kia. Bắt được rồi. Đây đây đây. Đấy, đấy. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Xin lỗi Triệu nha, nhưng mà đang buồn cười quá. Triệu ơi, nếu em có xem được video này thì cho bọn anh xin lỗi. Bọn anh không cố ý đâu. Bọn anh nói thật. Bị dơ bụng mà nào. Cố tình. Giống kiểu gì nhỉ? À rồi. Ok ok. Thằng này giống cái mặt gì? Thằng shipper mày làm gì mày nào? Thằng shipper mày làm gì mày nào? Có bị điên à? Chẳng nữa đến trường mặt giống giống. Cảm ơn điên này. Đây còn cảnh của Sinh nữa này. Đẳng cấp này. Đây. Đây Sinh kìa. Mày đạp đi. Sinh lại buộc bố vào đây. Kìa, cái buộc tao đây. Chúng mày đạp đi. Đạp trúng mặt anh ạ. Ui. Ai da.
Nhưng mà nó kìa, nhìn mặt nó kìa. Kéo cám nhờ. Nó phải thật anh em ạ. Bọn này quay mãi mới chụp lầm luôn. Đâu có chụp đâu, quay, mình làm. Quay từ lúc nó sáng như thế này đến lúc tối luôn. Ôi nhưng mà thằng Tuấn khoan, thằng Tuấn nó cầm cái quẹt để làm gì nhỉ? Đánh cái đầu mày, mày cầm cái quẹt để làm gì? Đánh ấy. Đánh ấy. Không, đoạn này đoạn này bỏ quen rồi. Không, đấy là em tìm mãi mới được cái đạp cổ bóng. Đấy, quay đến tận lúc tối luôn. Em còn sao quay từ lúc sáng như lúc nãy. Chị tự nhiên đoạn này xinh ấy. Tay dính cứt. Đây, tao lại phân tích lại cho bọn mày nghe nhá. Đây nhá. Đây, từ từ. Để anh phân tích lại. Mặc dù anh đã phân tích trong cái reaction của Yến nhưng mà đây mọi người nhìn. Đây. Đây tay dính cứt nhá. Nhưng mà đoạn này kiểu giả vờ mà. À giờ cái tay lên như thế này. Chết mẹ, tay dính cứt rồi. Phải là làm thế nào bây giờ? Chơi xoa lên đầu. Xoa lên đầu. Nhìn nhá. Mọi người nhìn này. Xoa lên đầu xong này. Lắc đầu cho nó sạch. Đây nhá, bỏ tay ra. Hết cứt, thấy chưa? Thấy chưa? Lươn lẹo lắm. Nhìn tay dính cứt. Xong rồi xoa lên. Đây, hết cứt. Đấy. Magic nhỉ, magic. Đẹp thật lắm mạng quá. Xem mình đẹp chứ các bạn, đúng không? Cái buổi quay này là mày, may là mày xé hết cái tem cải lương của mày đi rồi đấy. Công nhận đoạn này đẹp thật nhỉ. Cái đoạn này anh đừng có nói cái cảnh đấy nữa. Hơi bị buồn đấy. Đến nhà em rồi. Cả đoàn 5 người lẻ mất làm anh ạ. Tú bà. Tú bà lột xác mọi người vịt hóa thế nào rồi. Mồm như cái đít vịt. Em có đít vịt. Mọi người đít vịt. Là môi trầm anh. Mày đánh lên viện rồi kìa. Gây tay gây chân gì cơ. Thực ra cái cảnh này bọn mình phải quay lại đến ngày thứ 5. Tại vì cái hôm buổi thứ 4 bọn mình quay nó tối quá. Hôm nay quay trời tối quá, nhìn nó bị xấu ấy, hay là bọn mình phải quay lại vào hôm sau. Thành ra mất 5 ngày để quay luôn. Không, nhưng mà cái này nhạc nghe não nề. Ui, đây mới gặp đỉnh. Đây mới là khổ. Thế rồi nhìn khổ cực. Nhìn cảm giác khổ nhiều. Không được sống luôn ý. Đau khổ. Cảm giác đau khổ thật. Đây mới là đỉnh cao của sự mệt này. Đỉnh cao rồi. Mặt khổ thế chứ lại sao mà khổ thế, kết quả này thật diễn chuẩn không nhưng mà kiểu cái lúc ấy cầm máy ở tay ấy nó rung rung nhìn nó khổ hơn nữa, cảm giác nhìn nó khổ thật. Sao mày mới lại cũng ngã mất mấy lần chứ đùa đâu, đánh lên viện rồi kìa, tóc cây trần như thế này, tóc cây trần cảm động quá mày, cảm động nhạc khác đi, không biết các bạn cầm ngô mình vùi xuống đất anh ạ. Nhưng mà đoạn này nó em không nên cười đến đoạn này. Ủa, chất. Chất đấy. Em có sao không? Em sao không? Có cần anh giúp gì không? Em muốn em làm giang hồ. Ghê. Yeah. Em là giang hồ. Mạnh ấy. Đúng rồi, Yến lúc đấy phải. Đấy. Em là của anh. Thành như ok. Đó, đoạn này mới là đoạn quan trọng này. Các bạn nhớ truy cập vào đấy. Rồi các bạn nhớ truy cập ở Tunali Shop nha. Yeah. Ok. Yeah. Mày vác nó xong. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Thế là bọn mình đã reaction xong và bóc phốt toàn bộ những cái bí mật ở trong cái bài em ngánh ngài này. Yến dính cất cho mọi người. Yến dính cất. Ôi nhé. Trời ơi, bôi cứt lên đầu. Còn đúng ấy, gội đầu nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Và đừng quên truy cập Tuna đi sau. Để bọn mình có để quay được phần sau nha. Ok. À quên, nhớ đăng ký cho mọi người. Tuna Ly. Yến Dương. Cá Chi. Hasuki. Đừng quên. Sinh Kong. Yeah. Bye bye.